Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 257. Hồi trưa những đức gặp mười mấy chú này ở Tiền Giang. Chú nào cũng là những chú mà thường nghe những bài chia sẻ Phật pháp của mình. Toàn là những người niệm Phật quyết chí đời này vãng sanh. Khi chú gặp những đức, chú tâm đắc cái công đoạn mà bé Liên Phương Pháp Danh Liên Tình niệm Phật vãng sanh. Có một chú hỏi một câu rằng: con xin hỏi thầy, con thấy cháu cái bụng thiệt là to như vậy, mà vì sao có thể khi cặn tư nghiệp mà cháu tỉnh táo như vậy và niệm Phật nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng và đi về cực lạc? Con có một người bạn ăn chay niệm Phật 45 năm, và ông cũng bị bệnh rồi bụng to lên như vậy. Nhưng thầy biết rằng là khi cuối cuộc đời của ông, khi ông gần chết là ông đòi đi bệnh viện, đi chữa bệnh. Và ông ọc máu ra hai thao máu. Rồi gia đình rước bác sĩ đến tận nhà, xe cấp cứu đến để chở ông đi. Nhưng bác sĩ nói hết cứu, chết lâm sàng. Vậy thì con hỏi thầy là vì sao mà niệm Phật ăn chay 45 năm cũng cầu sanh cực lạc mà tại sao trường hợp như vậy? Còn bé này chỉ 6 tháng một tuần mà ra đi nhẹ nhàng tự tại như vậy. Nhưng Đức nói đơn giản thôi, chỗ quan trọng là gì? Tín nguyện. 45 năm nhưng ăn chay niệm Phật, nhưng cuối cùng là muốn gặp bác sĩ, muốn chữa bệnh, là không muốn vãng sanh. Còn cháu này tuy là cháu gặp Phật pháp thời gian ngắn, 6 tháng một tuần gặp những đức, nhưng cháu hoàn toàn niệm Phật, không bao giờ cầu gặp bác sĩ, không bao giờ uống thuốc uống gì hết, chỉ có niệm Phật muốn sanh cực lạc thôi. Nên cuối cuộc đời của cháu là do tín nguyện nên được bổn nguyện giá trị. Nên cái chỗ quan trọng mà tổ sư nhắc mạnh, người niệm Phật muốn được vãng sanh hay không là do tín nguyện hay không. Còn phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Cái quan trọng cực kỳ đó là tín nguyện của bạn có kiên cố hay không. Bạn nhớ chỗ này nè, cái chỗ tín nguyện là chỗ cực kỳ quan trọng, gây dựng được tín nguyện để thành tựu con đường vãng sanh. Chỗ này là chỗ quan trọng nhất. Nếu không gầy dựng tín nguyện là bạn thất bại. Bé Liên Phương Pháp Danh Liên Tịnh là ngay cái chỗ nào? Tín nguyện niệm Phật. Tín nguyện niệm Phật mà lòng tin trong sạch 100%. Thành tựu con đường giáng sanh đặc biệt tuyệt vời vô cùng. Còn cái người kia 45 năm niệm Phật, 45 năm. Nhưng mà cuối cuộc đời là do gì? Cầu gặp bác sĩ, đâu phải cầu gặp Di Đà đâu. Nghe không? Nghe thấy không? 45 năm ăn chay niệm Phật, nhưng cuối cùng khi gần chết lại cầu khỏe, cuối cùng cũng chết. Mà ông này ông nói thê thảm lắm, máu ọc ra hai thao. Chưa? Còn bé Liên Tịnh ra đi rất là nhẹ nhàng. Khi hộ niệm 24 tiếng xong, thọ tướng gương mặt còn đẹp hơn lúc còn sống. Quá an tường, quá tự tại. Tự nhiên nơi những tấm gương này mà quý vị người niệm Phật càng tín nguyện tín tâm kiên cố, không có một chút gì mà nghi ngờ, không chút gì nghi ngờ. Cái tâm mà niệm Phật của mình càng hừng hực cái tâm thêm. Rõ ràng một câu Phật hiệu là thành tựu rõ ràng rồi, có gì.
Nên hồi trưa nhà Đức ngồi nói chuyện với mấy chú này, nhà Đức nói một câu quan trọng vô cùng, đó là gì? Mỗi ngày các chú gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Rồi xong nhà Đức nói rằng cuộc đời quán tổ ghi chữ tử để trước mặt, nhắc nhở vô thường. Còn cuộc đời chúng ta nhìn chữ tử cũng chưa cảnh tỉnh cao độ, mỗi ngày nín thở 2-3 lần như mình sắp chết. Coi cái ý niệm cuối cùng của mình là ý niệm gì. Tập ý niệm cuối cùng là ai với đạo Phật cầu sanh cực lạc. Ngày nào cũng 2-3 lần tập chết như vậy. Khi đến khi mình gần chết thiệt thì chúng ta sẽ rất bình tĩnh đi niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì đã tập quen rồi. Nghe cái mấy chú nào vô nói vui quá trời luôn. Quá trời vui, quá trời mừng. Thì mấy chú nói đúng là cách này tuyệt chiêu thầy. Đúng rồi, tổ sư đã làm mà. Chữ tử còn mình làm thiệt luôn. Luyện mỗi ngày để nhìn thấu buông xuống khỏi đời này, để tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái người niệm Phật giảng sanh là toàn tâm toàn ý, chỉ có một câu Phật hiệu. Nếu như quý vị biết thêm 2-3 thứ thì quý vị trở ngại. Tại vì sao? Danh hiệu A Di Đà Phật quý vị không niệm sẽ phân vân. Bé Phương pháp danh liên tịnh thù thắng ngay cái chỗ là gì? Chỉ biết có câu A Di Đà Phật. Cháu niệm A Di Đà Phật chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà là A Di Đà Phật. Nhớ. Nên chiếc lắc bạc của cháu khi thiêu xong hết trơn để là nguyên vẹn, chiếc lắc bạc A Di Đà Phật còn y nguyên luôn. Còn y nguyên luôn. Ý cháu muốn nói rằng bổ nguyện Di Đà là chân thật 100%, niệm A Di Đà Phật cũng giảng sanh. Chỉ cần tín nguyện là niệm Phật giảng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật cũng giảng sanh, mà A Di Đà Phật cũng giảng sanh. Vì coi chiếc lắc bạc của cháu nói với mẹ hứa để lại cho những đức, rõ ràng để lại còn nguyên vẹn luôn. Vì coi những công đoạn nó đi rõ ràng luôn, quá tự tại, quá đặc biệt. Nên mỗi một người chúng ta phải gầy dựng tính tâm tính nguyện cho cực kỳ mạnh đối với câu Phật hiệu. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Nhưng chúng ta muốn thành tựu một đời này, mục tiêu là gì? Tính nguyện. Trong nguyện thứ 18 là chí tâm tin ưa. Chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm thì Phật ấy là tiếp dẫn giảng sanh. Mấy chục năm cuộc đời người ta tu mà cuối cùng đi gặp bác sĩ chịu thua, quý vị thấy chưa? Chịu thua rồi. Mình đâu phải là cầu gặp Di Đà đâu quý vị. Thua rồi. Nên chỗ niệm Phật giảng sanh là tất cả hành giả niệm Phật tu tịnh độ phải nhớ là tín nguyện là việc cực kỳ quan trọng luôn. Cực kỳ quan trọng. Mà cả đời gầy dựng tín nguyện quý vị sẽ không bao giờ thay đổi phương pháp. Thêm cái nữa quý vị không bỏ tịnh độ. Nếu như quý vị gầy dựng tín nguyện là quý vị không bỏ tịnh độ. Còn không gầy dựng tín nguyện là bỏ tịnh độ. Nên gầy dựng tín nguyện là chắc chắn không bao giờ bỏ tịnh độ. Chắc chắn luôn. Bây giờ muốn tu tịnh độ mà cả đời không thay đổi thì gầy dựng ngay tín nguyện. Mà muốn gầy dựng tín nguyện thì đối với quý vị pháp môn tịnh độ này, quý vị niệm Phật gặp sự cố gì cũng niệm Phật. Sẽ vượt qua từng công đoạn vượt qua rồi quý vị sẽ thấy tịnh độ quá thù thắng lúc đó. Quý vị sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhớ, người niệm Phật không bao giờ bỏ cuộc là ngay cái chỗ nào? Niệm Phật có nhiều cảm ứng, có nhiều sự thù thắng quá. Trong cuộc đời mình gặp sự cố gì cũng niệm Phật vượt qua. Bệnh đau cũng liều mạng niệm Phật vượt qua. Thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh. Thọ mạng hết được Phật ấy là tiếp dẫn giáng sanh. Từ nơi những chỗ này gầy dựng chúng ta tính tâm tính nguyện càng ngày càng cao. Ta cảm giác được câu Phật hiệu thù thắng rồi, ai bỏ cuộc? Ai bỏ cuộc? Nên quý vị nhớ, nói mà cái chuyện niệm Phật đi đứng nằm ngồi rồi đeo máy niệm Phật thôi đã quá nhiều cảm ứng thù thắng. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Phải tin. Phải tin. Đó. Bây giờ quý vị coi bé Phương pháp danh liên tịnh, bấm số niệm Phật. Nhớ nghe, thường cứ cầm máy bấm số niệm Phật. Vì cái thành tựu của máy bấm số niệm Phật này là chắc chắn thành tựu. Những đức lý rõ ràng từ khi chùa chúng ta phát triển cái việc máy bấm số niệm Phật này tới bây giờ, người mà biết ngày giờ giảng sanh và ra đi thù thắng là cũng không ít đâu quý vị. Vì tính này, những cái câu chuyện chùa mình mà biết ngày giờ niệm Phật giáng sanh để lấy xá lợi là từ cái thời điểm
mà bấm số niệm Phật tới bây giờ là nhiều nhất. Nhiều nhất. Thấy rõ ràng không? Vì sao? Vì con người chúng ta khi không bấm số niệm Phật, chúng ta không niệm Phật. Chỉ lên chánh điện tu xong đi xuống không niệm Phật. Nhưng mà từ khi bấm số niệm Phật là chùa mình, người lên chánh điện tu, tu xong xuống là bà lo bấm số niệm Phật. Buổi tối cũng không được cũng bấm số niệm Phật. Các cụ cứ bấm số niệm Phật. Mà quý vị biết rằng bấm số niệm Phật nó rất là hay ngay chỗ không có căng thẳng thần kinh. Tại vì cái máy bấm số niệm Phật giống như nó nhớ về mình à. Nên mình lo niệm Phật không, mình không có nặng nề. Nên cái vùng bấm số niệm Phật rất là hay. Đó, từ khi nhà Đức để ý rõ ràng, từ khi mà bấm số niệm Phật tới giờ là người niệm Phật giải sanh, chùa mình biết ngày giờ đồ nhiều lắm. Bé Phương Pháp Danh Liên Tịnh này lúc nào nằm cũng cầm máy bấm số niệm Phật. Nhiều bà cụ già trong chùa mình cứ bấm số niệm Phật. Tại vì sao? Lên chánh điện tu, tu thờ xong bước xuống là bấm số niệm Phật. Rất là thù thắng, đặc biệt thù thắng. Nhớ. Quá đặc biệt thù thắng. Nên mỗi một người chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng. Những đứa thấy rõ ràng cái thời mạt pháp này nó theo cái sự phát triển của thời cuộc. Hình như chiếc máy bấm số này rất phù hợp. Có người ta tự nhiên mỗi ngày đưa lên số lượng rồi cứ cả ngày mà bấm số niệm Phật. Không có bỏ cuộc quý vị. Vì thử quý vị một ngày mà không cầm máy bấm số đi, vì niệm được mấy câu. Vì niệm rất dễ bị gián đoạn. Nhưng máy bấm số niệm Phật vì sẽ thường bấm. Quý vị sẽ ngồi bấm hoài bấm số niệm Phật luôn. Vì quý vị miết cái số lượng. Nên á, số lượng nhiều vẫn là tốt. Vì sao? Vì cả phàm phu chúng ta không niệm là nghĩ niệm. Chứ đừng có nói là niệm chất lượng gì. Quý vị không niệm luôn nữa chất lượng gì. Còn thua quý vị niệm giống như tính với Phật, Phật vui vẻ quan hệ cho vị tính với Phật. Hãy bấm số niệm Phật đi. Chiếc máy bấm số niệm Phật này thù thắng lắm nè. Nên tất cả những người mà trong trang ký số niệm Phật phải động viên nỗ lực lên ký số niệm Phật. Cái ký số niệm Phật cực kỳ thù thắng luôn. Phải nhớ nghe quý vị. Đó. Nhưng mình đứng thấy rõ ràng trong chùa mình, chùa càng ngày càng ổn là ngay chỗ máy bấm số này nè. Thật khóa tu chánh điện thì tu được rồi, tu rồi xong xuống bấm số niệm Phật. Mà chỗ quan trọng vô cùng là tối ghi. Chỗ cực kỳ quan trọng là buổi tối đi ghi nghe quý vị. Buổi tối đi ghi ký số niệm Phật là đặc biệt thù thắng. Đó là rất rõ ràng luôn. Mỗi một người chúng ta phải tin 100%. Nói quý vị coi trong cái thời cuộc này cầm chuỗi khi mình không niệm luôn. Mà quý vị nhớ nè, thường cầm chuỗi mình lăn mà khi không niệm á, có khi lằn thành quen. Có người người ta không niệm Phật mà người ta cầm cái chuỗi lằn không biết ta niệm gì luôn. Cái lằn những đứa hỏi một người này cầm cái chuỗi lằn những đứa hỏi, ủa bộ người niệm Phật à? Nó không, lằn quen chứ không có niệm. Đi coi không có lợi ích. Còn cái máy bấm số là gì? Ai với đạo Phật thì sẽ bấm, ai với đạo Phật 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 rồi bấm. Cứ là thầm cứ là bấm một câu ai với đạo Phật, cái bấm một cái chữ ai với đạo Phật bấm một cái, ai với đạo Phật bấm một cái, ai với đạo Phật bấm một cái. Nên từ nơi đó mà mình niệm câu Phật hiệu mình bấm một cái, vậy mà thành thói quen luôn, thành thói quen luôn. Cái nhịp mình niệm Phật đó. Một câu chắc một câu, một câu chắc một câu, một câu chắc một câu. Một ngày đưa lên 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 là quý vị sẽ niệm cả ngày, không có bao giờ bị bỏ cuộc. Còn nếu như bị buông cái máy bấm số thì bị niệm được mấy câu. Nên từ nơi đó chùa mình thành tựu nhiều người là từ khi chiếc máy bấm số niệm Phật xuất hiện. Và bé Phương Pháp Danh Liên Tịnh cũng bấm số niệm Phật xuyên suốt luôn. Đó. Nên những đức nói rằng là cả chùa mình đều phát triển chương trình bấm số niệm Phật. Rất là đặc biệt, và hàng Phật tử khắp nơi nơi bây giờ cũng bấm số niệm Phật. Vì cứ làm cái quy mô này đi rồi chỉ dẫn người ta đi. Vì niệm Phật bấm số niệm Phật rồi chỉ người ta. Hay vô cùng luôn. Trong thời cuộc này bấm điện thoại giờ cái máy bấm số niệm Phật xuất hiện. Mà chiếc máy bấm số niệm Phật này từ khi mà mình phát triển tới bây giờ là phát triển, phát động mạnh luôn. Rất là nhiều người bấm số niệm Phật. Nên quý vị khắp nên phải nhớ, phương pháp này rất là dễ. Cực kỳ dễ luôn, chỉ cần niệm một câu ai là Phật bấm số, cứ niệm thành thói quen. Giống như một bài hát quý vị, phải nhớ. Một bài hát mình hát một lần chưa hay, hát nhiều lần sẽ hay. Thì câu Phật hiệu này giống như mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình hát câu Phật hiệu. Mình niệm giết rồi mình ghiền luôn vậy đó. Niệm câu Phật hiệu giết rồi tất cả những sự buồn khổ nặng nề trong tâm mắc sạch luôn. Trong tâm không còn nặng nề buồn phiền nữa chứ. Rồi những ngày tháng mình sống lúc nào cũng tự tại vui vẻ niệm Phật. Hay lắm.
Đó. Mà dùng cái máy bấm số này nè là móc có vật hiệu hay lắm nè. Thờ tu thì tu, nhưng mà lúc rảnh là ngồi bấm số niệm Phật. Những người buôn bán giải, bán đồ, bán cà phê, bán nước, bán hộp e, bán rau, bán đồ đạc, cứ là rảnh lúc nào chưa có khách cứ ngồi bấm số niệm Phật. Mặc kệ chừng nào ta đến thì bán đồ, ta chưa đến ngồi bấm số niệm Phật, cứ bấm số niệm Phật. Quý vị có cuốn sổ thì tự ghi ra luôn. Ngày nay tôi bấm bao nhiêu tôi ghi ra, ngày bấm bao nhiêu tôi ghi ra, ghi ra. Cuốn sổ này sau này bị giảng sanh, lấy cuốn sổ này làm bằng chứng niệm Phật giảng sanh, để lại cho người sau này học theo. Tự mình để phát động mình, chùa tối là phải đi ghi, để động viên đại chúng trong chùa phải niệm Phật. Nhưng Đức nói trong chùa mình, người làm công quả bận nhất, một ngày giá chót cũng phải 4.000, con nít bèo gì cũng 2.000. Nếu mà buông ra mà không có mấy con số này đố mà niệm. Nên từ nơi đó mà phải gây dựng cái việc niệm Phật, bấm số niệm Phật. Thờ tu quý vị coi tu có một chút mình đi xuống, gom lại cái thờ tu của mình một ngày được bao nhiêu thời gian? 24 tiếng cho quý vị 4 tiếng, 20 tiếng này quý vị bỏ phí thời gian bấm số niệm Phật. Nên bấm số niệm Phật là một cái cách móc niệm Phật thù thắng quá đặc biệt trong thời cuộc này luôn. Quý vị coi có nhiều vị ngày xưa như ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài nói rằng khi ngài cuối cuộc đời là một ngày vậy là niệm nhiều lắm, một ngày niệm rất nhiều câu Phật hiệu mà tính được số lượng luôn, rất nhiều. Vậy thì từ đâu phải ký số, mà ký số có cái ngày cách nào mình không biết, nhưng bây giờ mình có máy bấm số này quá hay, tính được số lượng luôn, một ngày bấm 5.000, 10.000 sẽ biết rõ ràng luôn. Tối cái là bắt đầu mình xóa, tối mình ghi vô sổ xong rồi mình xóa, bắt đầu tiếp tục bấm cho cái ngày mai. Tuy là nói ngày mai chứ thật sự là mình bấm hoài luôn, nhưng mà nó làm cho mình phải có cái ngày mai. Ví dụ như 20.000 thì mình bấm tới chiều tối, tối gì mà xong, thấy không? Thì bắt đầu xong rồi là mình hồi hướng xong chân ghi vô sổ 10.000, 20.000, 5.000 giá tỷ vậy. Xong mới được tiếp tục mình bấm, bấm ngày mai đủ số lượng rồi, thấy không? Đủ số lượng rồi mình hồi hướng xong ghi vô sổ ngày nay xong rồi, bắt đầu tiếp tục bấm cho cái ngày bữa sau. Vì sẽ không có ngán thì bấm hoài, nói ngày mai, nhưng mà mốt hoài, mốt đến khi cuối cuộc đời bị luôn, là cả đời niệm Phật mục tiêu cầu sanh cực lạc. Mỗi câu Phật hiệu niệm, tuy là bấm số niệm Phật mà đem vọng tưởng này bỏ vào A Di Đà Phật hết luôn. Nghĩa là tất cả vọng tưởng lo âu buồn phiền thì bỏ vào A Di Đà Phật hết luôn, quy nhất về câu Phật hiệu hết luôn, để niệm Phật mỗi ngày. Thấy hay không? Niệm lâu thành quen luôn, niệm lâu là thành quen luôn, tự nhiên giống như một bài hát, khi quen rồi tự nó hát à. Vì mình niệm lâu quá trong A Lại giải thức mình đầy câu Phật hiệu hết, thì tức khắc thì biết rằng câu Phật hiệu này phát ra. Quý vị thấy phương pháp bấm số niệm Phật hay chưa? Cực kỳ hay, mà những đức thấy rõ ràng từ khi mà bấm số niệm Phật phát triển tới giờ là chùa mình rất nhiều người thành tựu thù thắng, rất nhiều người thù thắng ra đi đặc biệt luôn đó. Quý vị thấy không, cái phương pháp này phù hợp thời đại này. Những đức nói đạo tràng giờ tu tu, nhưng mà rảnh cứ cho bấm số niệm Phật rồi quý vị tối đi ghi đi. Những đức nói cái đạo tràng cái gì bình yên liền, không có thời gian ở đâu mà đi nói chuyện tầm bậy, đỡ bao nhiêu chuyện xảy ra. Mà phải ghi nghe, đừng có bỏ bê là giải đãi, ghi lại. Ở nhà thì tự mình ghi để mình biết luôn, còn ký số trên mạng thì để trên mạng ghi, còn kết hợp với người ta trên mạng đưa lên cho người ta ghi, nó kết hợp như một đại chúng quá thù thắng đó. Nên từ nơi đó mà phải phát động cái chương trình này mạnh lên, đừng có giải đãi nghe quý vị, đừng có niệm thời gian bỏ cuộc uổng lắm, cả đời phải niệm Phật. Vì cứ nghĩ đi, cả đời chúng ta không tích lũy câu Phật hiệu, cuối đời chúng ta lấy cái vốn gì niệm Phật giảng sanh? Cái vốn niệm Phật giảng sanh cảm với bổn nguyện đó là gì? Niệm Phật. Cảm với bổn nguyện là niệm Phật. Quý vị không niệm Phật sao cảm bổn nguyện đây? Không, phải nhớ nghe. Bây giờ mình còn khỏe, mình không chịu lo tu, không lo niệm Phật, không lo bố thí cúng dường, không mình đợi tới mình chết hả? Phải dũng mạnh tinh tấn niệm Phật. Không có được giải đãi là mình dạy. Nhớ, tinh tấn là khôn mà giải đãi là dạy, dạy lắm đó. Khi cặn tư nghiệp đến, mình bồi dưỡng chỗ nào nó ra chỗ nấy à. Bây giờ cả đời mình bồi dưỡng niệm Phật rồi uống thuốc rồi đi bệnh viện, quý vị giết rồi sau này cặn tư nghiệp nó hình thành cho quý vị luôn. Mình phải gầy dựng liều mạng một hay keo, gầy dựng tính nguyện niệm Phật, khi cặn tư nghiệp chúng ta có đủ dũng khí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chỗ này quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Đó nên những bài chia sẻ này
Như Đức á, gây dựng tín nguyện niệm Phật cho tất cả hàng Phật tử, từ người xuất gia hàng cư sĩ gì, gặp được tịnh độ rồi tín nguyện kiên cố cả đời không thay đổi, không có nghe cái quyền diệu gì mà bỏ niệm Phật, không có chạy theo cái quyền diệu, cứ chắc thật nhiệt tình niệm Phật đi. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.